chào tất cả các bạn. Bất động sản tiềm năng chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dự án bất động sản mà chúng ta đề cập trong video lần này là dự án thuộc huyện Nhà Bè với tên gọi là Zai Sky Nhà Bè. Hiện nay, có không ít người thắc mắc rằng huyện Nhà Bè ở đâu, gần quận nào hay thị trường bất động sản tại Nhà Bè ra sao? Thì chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nhé. Huyện Nhà Bè là một huyện có vị trí địa lý nằm ở phía đông nam của thành phố Hồ Chí Minh. Đi từ Nhà Bè tới trung tâm thành phố mất khoảng từ 12 đến 15 km. Diện tích Nhà Bè rơi vào khoảng 141 km2, gồm có một thị trấn cùng 6 thôn, xã. Huyện Nhà Bè sở hữu hệ thống sông ngòi cực kỳ đa dạng, phong phú, nên mạng lưới giao thông đường thủy khá thuận lợi, có thể đi khắp nơi và xây dựng được hệ thống nước sâu để chứa được các tàu có trọng tải lớn. Ngoài ra, Nhà Bè còn được nhận xét là địa điểm có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược. Trong những năm gần đây, mức giá mua đất tại Nhà Bè tăng nhanh chóng, mức giá ở nơi gần trung tâm huyện có khi tăng tới 30%. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp không ngừng đầu tư, tích trữ đất. Chính điều đó, thị trường bất động sản tại Nhà Bè càng thêm sôi nổi vào dịp cuối năm. Dự án Zai Kai Nhà Bè hay Zai Kai Thập Nhị Nhà Bè là tên gọi chính thức của dự án GS City Nhà Bè. Tên trước đây là GS Metro City Nhà Bè. Cái tên Zai Kai có nghĩa là tâm thức thời đại hay tư tưởng thời đại. Dự án được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển GS Nhà Bè, GS Hàn Quốc. Dự án được khởi công xây dựng vào quý 3 năm 2019, dự kiến bàn giao năm 2022 với pháp lý là sổ hồng, hình thức sở hữu đối với người Việt Nam lâu dài và đối với người nước ngoài là 50 năm theo luật pháp hiện hành. Về vị trí của Zai Kai, đại đô thị Zai Kai nằm trên mặt tiền đường chính Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, trải dài qua hai xã Nhân Đức và Phước Kiển thuộc trung tâm Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm liền kề khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng, dễ dàng kết nối Nhà Bè đến Phú Mỹ Hưng qua Bình Chánh, quận 4, quận 5, quận 1 và các quận nội thành khác. Bên cạnh đó, vị trí dự án tạo sự liên kết vùng thuận lợi, kết nối giao thương khi con đường Nguyễn Hữu Thọ là tuyến đường quan trọng trong phát triển đô thị, cảng quốc tế Hiệp Phước, là một phần của tuyến đường trục Bắc Nam, có điểm đầu là quốc lộ 22 An Sương đến Hiệp Phước Nhà Bè. Đường Nguyễn Hữu Thọ bắt đầu từ cầu Kinh Tẻ băng qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến cầu Bà Chiêm, sau đó nối tiếp bằng đường Nguyễn Văn Tạo kết nối với khu đô thị, công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. Sở hữu vị trí độc tôn, dự án đất nền Nhà Bè Zai Kai hứa hẹn trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Nam Sài Gòn và khu vực lân cận như Hiệp Phước, Long Hậu, Cần Giờ. Đặc biệt, khu đô thị Zai Kai còn sở hữu mặt tiền sông các con sông Mương Chuối, Rạch Tôm, Rạch Long Kiển là một nhánh của sông Sài Gòn. Do đó, dự án có lợi thế về giao thông đường thủy cùng không gian sống tươi mát, gia tăng giá trị và lợi nhuận trong tương lai. Về tiện ích nội khu, theo quy hoạch của chủ đầu tư, dự án đại đô thị Zai Kai sẽ dành ra hơn 35 hectare xây dựng các tiện ích công cộng như công trình giáo dục, trung tâm hành chính, trung tâm y tế và thương mại, 39 hectare làm công viên, cây xanh, 66 hectare phát triển đường giao thông đô thị và quảng trường. Khu dân cư Zai Kai Nhà Bè được đầu tư hoành tráng với nhiều tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm hàng ngày của cộng đồng cư dân tương lai. Một số tiện ích phải kể đến như là công viên xanh nội bộ, được thiết kế với không gian xanh tạo nên không khí thoáng mát, yên tĩnh, khu vực cho các buổi tiệc, tụ họp, ăn uống, BBQ, khuôn viên tập thể dục thể thao và đường chạy bộ rèn luyện sức khỏe, sân chơi cho trẻ em, được bao phủ bởi cảnh quan xanh mang đến cho bạn và gia đình cảm giác nhẹ nhàng và khỏe mạnh khi được rèn luyện sức khỏe trong môi trường chất lượng. Cửa hàng tiện lợi phục vụ cư dân 24/24, quán cà phê, quán bar, spa ngay bên trong dự án đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống chăm sóc sức khỏe của bạn. Khu trung tâm thương mại, mua sắm quy tụ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới bên cạnh các mặt hàng cao cấp đến từ Hàn Quốc. Hệ thống an ninh hiện đại, bảo vệ 24/24, đảm bảo an toàn cũng như sự riêng tư cho dân cư. Về thiết kế, khu đô thị Zai Sky còn được thiết kế sang trọng theo phong cách châu Âu. Được kỳ vọng là một trong những dự án khu đô thị thông minh và hiện đại nhất được đầu tư tại Việt Nam, sẽ thay đổi bộ mặt khu Nam Sài Gòn trong tương lai. Dự án được quy hoạch bài bản với nhiều loại hình sản phẩm bao gồm nhà phố, được thiết kế một trệt 3 lầu, shop house được thiết kế một trệt 3 lầu, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập đều được thiết kế một hầm, một trệt 3 lầu. Và một số thông tin thêm về dự án đó chính là trong năm 2020, dự án sẽ chính thức triển khai giai đoạn 1 với phân khu 1.1 với tên gọi là Zai River County 1 với tổng
diện tích là 17,9 hecta, gồm 359 biệt thự, nhà phố và nhà phố thương mại. Mật độ xây dựng của khu Zoic River County One là 30% và dự án bàn giao vào quý 2 năm 2022. Và những lý do nên chọn Zoic Heights đó chính là khu đô thị Zoic Heights Nhà Bè được đầu tư, xây dựng và phát triển bởi tập đoàn GS&EC, nhà đầu tư hàng đầu tư Hàn Quốc, ghi dấu ấn khi đưa công nghệ xanh và thông minh vào vận hành tại khu đô thị quy mô và xứng tầm của những chủ nhân thành đạt tại Nam Sài Gòn. Vị trí chiến lược cửa ngõ Nam Sài Gòn, tính liên kết vùng cao, quy mô lớn, sản phẩm đa dạng, giá trị sinh lời không ngừng gia tăng, công nghệ an ninh, an toàn chuẩn quốc tế, đặc quyền tiện ích hoàn hảo, tiêu chuẩn đẳng cấp thượng lưu, mang đến những giá trị trường tồn cho cuộc sống của cư dân. Zoic Heights Nhà Bè sau khi xây dựng xong sẽ là khu đô thị tầm cỡ quốc tế tại phía Nam Sài Gòn, và tôi nghĩ việc đầu tư vào dự án này sẽ mang lại một nguồn vốn lớn cho các bạn. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ hài lòng với video vừa rồi, và nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi liên quan đến dự án thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại cho các bạn trong video lần tới.